Những ngày vừa qua, cả mạng xã hội đã không khỏi xót xa và đau lòng trước sự ra đi bất ngờ của bà Kim Loan, mẹ ruột của danh ca Ngọc Sơn. Được biết nguyên nhân bà qua đời là do lâm bệnh nặng. Đáng tiếc thay, nam ca sĩ lại không thể có mặt tại tang lễ của mẹ vì phải cách ly do Covid-19. Sau khi trải qua cú sốc lớn, mới đây quản lý của Ngọc Sơn đã chia sẻ với chúng tôi về tình hình hiện tại của nam ca sĩ. Hiện tại Ngọc Sơn đang dần ổn định, mẹ Ngọc Sơn cũng đã được hỏa táng vào ngày hôm qua. Phía ca sĩ Ngọc Sơn cũng cho biết Ngọc Hải, em trai nam danh ca, đại diện gia đình làm đám tang cho bà Kim Loan. Nhưng mọi việc diễn ra nhanh gọn vì dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở Bà Rịa, Vũng Tàu và nhiều tỉnh thành trong cả nước. Thi hài mẹ Ngọc Sơn đã được đưa đi hỏa táng và gửi tro cốt về cho gia đình. Bên cạnh đó, theo Quách Tuấn Du, con nuôi của Ngọc Sơn cũng tâm sự. Người đau khổ nhất là ba Ngọc Sơn. Ba buồn, sốc và day dứt trong bất lực. Ba hầu như không muốn nghe cuộc gọi nào cả mà có nghe cũng không biết nói gì. Hiện tại ba chưa ổn hơn chút nào. Nội theo ba quán xuyến mọi công việc ca hát đã 30 năm nay rồi. Chỉ 5 năm nay do đau bệnh, sức khỏe yếu nội mới phải buông tay thôi. Một người yêu mẹ như thế nhưng mẹ mất khi đang ở trong khu cách ly thì thật sự là vô cùng thương. Lúc sinh thời, tình mẫu tử của Ngọc Sơn và bà Kim Loan đã khiến nhiều người phải ngưỡng mộ. Có thể thấy nam ca sĩ luôn sẵn sàng bày tỏ lòng hiếu thảo với mẹ ở bất cứ đâu. Bên cạnh đó, mẹ Ngọc Sơn cũng từng có lần khiến khán giả phải rưng rưng nước mắt vì những chia sẻ đầy xúc động về con trai mình. Tôi lo cho Ngọc Sơn nhiều nhất vì nó không vợ con gì, ít nhiều nó cũng phải có đứa con tôi mới yên lòng. Trong ký ức của Quách Tuấn Du, mẹ Ngọc Sơn từng là nhà giáo và khi về hưu, bà trở thành quản lý lớn tuổi nhất Việt Nam của bà nuôi. Bà đưa ra hầu hết quyết định trong cuộc sống của Ngọc Sơn. Bên nội, ba như một đứa trẻ được mẹ chăm từng chút một. Đến nỗi bây giờ ba cầm tiền ra chợ sợ chẳng biết cái gì giá bao nhiêu, anh kể. Theo Quách Tuấn Du, bà Kim Loan lớn tuổi nhưng rất sắc sảo, giỏi giang, lo mọi chuyện tính toán quản lý tiền bạc đến show diễn của con trai. Bà khó tính nhưng rất nghĩa tình. Bà luôn biết ai tử tế để thương và khi đã thương, bà âm thầm giỏi theo hỗ trợ người đó. Trái lại, bà luôn tinh ý nhận ra kẻ xu nịnh. Vì vậy, quanh Ngọc Sơn có rất nhiều học trò, con nuôi, đàn em nhưng rất ít người được bà quan tâm. Quách Tuấn Du nói, tôi may mắn được nội rất thương. Cá nhân tôi được ba nhận làm con nuôi hoàn toàn không vụ lợi nên bà hiểu điều đó. Ba Ngọc Sơn giúp đỡ tôi và đôi khi tôi giúp đỡ lại ba đều hoàn toàn tự nguyện, chưa bao giờ phải mở lời nhờ cậy. Hồi đi Mỹ, nội từng bảo ba và cô Duyên trợ lý. Mẹ đi Mỹ không có ở Việt Nam, hai đứa nhớ bóc sâu cho Du nghe. Tôi nói với nội là, nội nhớ tới con là con cảm ơn rồi. Nội cũng thường gọi tôi đi sờ ba thư giãn. Tôi xem việc ra sân bay đón nội hoặc đưa nội đi đây đi đó rất bình thường như người thân trong gia đình với nhau. Tôi rất may mắn khi được gia đình ba coi là người thân trong nhà. Một tiếng ba và hai tiếng bà nội tôi vẫn luôn mang trong lòng, ca sĩ xúc động nói. Hiện tại, đại diện truyền thông của Ngọc Sơn thông tin rằng cựu ca sĩ Ngọc Hải đại diện gia đình làm đám tang cho bà Kim Loan. Gia đình Ngọc Sơn, Ngọc Hải và Ngọc Hà có liên quan đến ca nhiễm nên đang ở trong khu cách ly thuộc tỉnh Bà Rịa. Mọi việc diễn ra nhanh gọn vì dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp ở Bà Rịa, Vũng Tàu và nhiều tỉnh thành trong cả nước. Linh cữu của bà đã hỏa thiêu sáng ngày 12 tháng 7 và gửi tro cốt về cho gia đình. Nghiệp quá, không vợ, không con, rồi cha mẹ thì mất rồi. Rồi thân xác thì vậy cũng buồn, có khóc hoài, nghĩ buồn lắm. Sáng ngày 12 tháng 7, thông tin mẹ của danh ca Ngọc Sơn qua đời ở tuổi 78 khiến nhiều người vô cùng thương tiếc. Càng xót xa hơn, danh ca Ngọc Sơn vì lý do dịch bệnh mà không thể về chịu tang mẹ. Nếu ai từng theo dõi chặng đường nghệ thuật của danh ca Ngọc Sơn, chắc hẳn sẽ biết tình cảm mà anh dành cho mẹ là vô cùng to lớn. Đáng chú ý, trước khi qua đời, mẹ của danh ca Ngọc Sơn cũng từng rướm nước mắt khi nói về nam nghệ sĩ. Trong một chương trình truyền hình, mẹ danh ca Ngọc Sơn đã tiết lộ mối bận tâm lớn nhất về cậu con trai. Người xem đã không thể cầm nước mắt trước những lời bộc bạch của một người mẹ. Bây giờ cuộc sống của tôi gần như viên mãn, an yên khi các con đều thành đạt. Chỉ có một điều duy nhất khiến tôi lo lắng là Ngọc Sơn. Tôi lo cho Ngọc Sơn nhiều nhất vì nó không vợ con gì, ít nhiều nó cũng phải có đứa con tôi mới yên lòng. Chị gái nó ở Mỹ cũng thường xuyên nhắc tôi, mẹ ơi, phải làm sao cho Ngọc Sơn có đứa con đi. Rồi Ngọc Hải, Ngọc Hà, bà con họ hàng ai cũng nói. Tôi thấy thế nên thương Ngọc Sơn lắm, nhưng chẳng biết làm thế nào được vì chuyện vợ chồng con cái là duyên số. Tôi sợ sau này tôi qua đời, Ngọc Sơn già đi, lúc đau lúc ốm không biết ai chăm sóc. Tôi mong nó có người yêu lắm mà mãi chẳng thấy ai, cũng chẳng thấy nó yêu đương gì, chỉ thấy suốt ngày ngồi sáng tác nhạc, đàn rồi hát, không có người yêu. Nhiều lần nó bảo tôi về già sẽ đi tu, rồi hiến tạng,
chứ không cần vợ con gì. Nó cũng giải thích nhiều cho tôi về chuyện hiến tạng này, nhưng tôi vẫn buồn lắm. Tôi thấy tội nghiệp nó quá, không vợ không con. Nếu cha mẹ mất hết đi thì không biết nó sống như thế nào, rồi thân xác không có chỗ chôn, phải đi hiến xác. Tôi khóc hoài, nghĩ mà buồn lắm. Không biết tới lúc đó có ai chăm sóc nó không. Tôi sống đến tuổi này, cuộc sống cũng đầy đủ nên chẳng có thú vui nào ngoài thương con. Vì vậy tôi chỉ biết giữ tiền, mua nhà cho các con thôi. Được biết đã từng có thời gian Ngọc Sơn dành tiền tỷ để điều trị bệnh tình của mẹ tại Mỹ, sau đó đón mẹ về Việt Nam để an hưởng tuổi già bên con cháu. Sự ra đi của mẹ Ngọc Sơn chính là nỗi mất mát to lớn nhất của gia đình nam nghệ sĩ lúc này. Trong showbiz Việt, Ngọc Sơn được biết đến là người con chí hiếu với mẹ. Đối với anh, mẹ là tất cả và nếu phải đánh đổi tất cả tài sản của mình để đổi lấy sức khỏe của mẹ, anh cũng sẵn lòng. Tại chương trình Gõ Cửa Thăm Nhà, khi được hỏi bản thân lo lắng nhất điều gì, Ngọc Sơn khẳng định đó là nỗi lo mẹ mất sớm. Anh đã không kìm được nước mắt khi nói về mẹ. Anh khẳng định mẹ là trên hết. Mọi người xung quanh cứ nháo nhào sợ mẹ qua đời sẽ ra sao, tài sản như thế nào. Tôi cứ bình tĩnh, mẹ đưa cho giấy tờ nhà, tôi không dòm. Con không cần mấy cái đó, mẹ khỏe là được. 1.000 tỷ căn nhà này là chuyện nhỏ, con chỉ cần mẹ hiểu con thương mẹ, mẹ phải sống khỏe với con. Anh khóc nghẹn. Thời điểm đó, mẹ của nam ca sĩ cũng khóc vì thương và tội nghiệp con. Với bà, con trai không có vợ con, nếu cha mẹ mất sớm, không biết anh sẽ ra sao. Tôi khóc hoài, vợ con không có, sau này già đi thì hiến xác. Tôi biết đó là điều ý nghĩa nhưng vẫn thương con. Tôi sợ sau này mình mất, Ngọc Sơn già, ốm đau không có ai chăm sóc, bà Kim Loan rơi nước mắt. Được biết, khoảng giữa năm 2020, mẹ nam ca sĩ từng lâm bệnh nặng. Sau thời gian điều trị, sức khỏe của bà ổn định khiến giọng ca tình mẹ thở phào. Ngọc Sơn từng tiết lộ, để điều trị cho mẹ, anh phải trả hơn 10.000 USD cho một ngày viện phí và tình trạng kéo dài trong vòng 6 tháng. Tiêu cho mẹ không cần kể khổ, mẹ khỏe là được dù bán cả gia tài. Bỏ hết sự nghiệp mà cứu được mẹ là một sự hạnh phúc rồi. Mẹ già chưa con ngồi đếm lặng giờ. Đêm bao nhiêu lá mà con chưa về. Ngày xưa con bé ngây thơ, mẹ hay âu yếm bên con. Mẹ bảo mẹ thương con nhiều. Bao lá thu đời mà con chưa về, chiều nay ngồi đây lòng nhớ thương ai. Có nghe trong mắt lệ thầm tuôn trào. Ngày xưa con bé ngây thơ, mà nay con đã đi xa. Mẹ già chưa mong con hoài. Trong mắt lệ thầm tuôn trào.
xin chào tạm biệt. Sáng ngày 12 tháng 7, thông tin mẹ ruột của ca sĩ Ngọc Sơn vừa qua đời đã khiến nhiều người bàng hoàng. Được biết, bà trút hơi thở cuối cùng vào ngày 11 tháng 7 tại Bà Rịa, Vũng Tàu, hưởng thọ 78 tuổi. Mẹ của Ngọc Sơn qua đời do bệnh tuổi già, không liên quan đến Covid-19. Tuy nhiên, hiện tại gia đình của Ngọc Sơn đang phải cách ly nên nam ca sĩ không thể về chịu tang mẹ. Trước đó, mẹ ruột của Ngọc Sơn sang Mỹ để thăm con gái cả Thu Hiền, hiện đang làm bác sĩ tại bang California, Mỹ và chữa trị khối u ở cổ. Trước nay sức khỏe bà rất tốt, hầu như không vướng bệnh tật gì nghiêm trọng nên anh em Ngọc Sơn không suy nghĩ nhiều mà đồng ý chiều theo ước nguyện này của bà. Tuy nhiên, trong quá trình điều trị, sau khi bác sĩ tiêm hai liều thuốc đặc trị sau cùng, bà đã bị phản ứng thuốc do không hợp với thể trạng người lớn tuổi. Vì vậy, bà chẳng ăn uống được gì, sức khỏe dần suy kiệt khiến các con lo lắng. Sau đó, cả gia đình đã dốc công sức chạy vạy ngược xuôi tìm cách. Cuối cùng, Ngọc Sơn cũng có thể thu xếp lo cho mẹ về đến quê hương an toàn. Bà được cách ly và các bác sĩ tận tình chữa trị suốt 14 ngày tại Trung đoàn 58, Quốc Oai, Hà Nội. Tiếp đó, bà trở về thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục điều trị và theo dõi. Nhưng thời gian gần đây, bệnh tình của bà ngày càng trở nặng. Gia đình đã quyết định đưa bà về quê Bà Rịa, Vũng Tàu để tĩnh dưỡng nhưng không qua khỏi. Ngay sau khi nhận tin dữ từ ca sĩ Ngọc Sơn, rất nhiều khán giả đã vô cùng bàng hoàng và gửi lời chia buồn đến anh. Mong Ngọc Sơn có thể ổn định được tinh thần và chờ ngày để lo hậu sự cho mẹ ruột. Ông Hoàng Nhạc Sến Ngọc Sơn từng gây chú ý khi tiết lộ đã chi hơn 45 tỷ đồng để chữa bệnh cho mẹ ruột. Thời điểm đó, mẹ ruột của nam danh ca vẫn khỏe mạnh, còn tới buổi ghi hình để ủng hộ con trai. Tiêu cho mẹ không cần kể khổ, mẹ khỏe là được. Dù bán cả gia tài, bỏ hết sự nghiệp mà cứu được mẹ là một hạnh phúc rồi. Chính tôi chăm cho mẹ và lúc về Việt Nam, tưởng chỉ đem xác về thôi vì 99% không qua được, nam ca sĩ từng tâm sự trên truyền thông.